Em Khởi xin kính chào quý anh chị và quý khách hàng. Em Khởi xin chúc quý anh chị và quý khách hàng một buổi chiều an lành và hạnh phúc bên người thân. Hôm nay thì em Khởi lại lên sóng review giới thiệu chi tiết và báo giá chiếc xe Hyundai Garant i10 một đầu bản đủ sản xuất năm 2014. Động cơ máy là 1.2 được sơn xi màu bạc biển soát là 99A06951. Chiếc xe này được trang bị như đèn gầm rồi la răng đúc kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp chuyên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụ xòe, rồi túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, rồi nút đầy đủ start-stop, màn hình Android 10 inch kết hợp với cam lùi. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2022, còn rất là dài. Chiếc xe này thì bên em vẫn còn có đang hỗ trợ banh đến khoảng 60% cho quý anh chị và các bạn. Quý anh chị nào mà chưa đủ kinh tế hay là muốn mua trả góp để tiền làm việc khác thì bên em vẫn đang hỗ trợ khoảng 60% cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá chỉ khoảng 248 triệu đồng thôi, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Bên em bán hàng thì có cam kết không kinh doanh những dòng xe đâm xô ngập nước, giấy tờ chuẩn chỉnh 100% về mặt pháp lý, sang tên trong một lốt nhạc luôn, la răng đúc, đà chấu rất là đẹp. Nếu như quý anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe i10 một đầu bản đủ sản xuất năm 2014, thì nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962 223 111, hoặc anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết của chiếc xe cho quý anh chị và các bạn tham khảo, hoặc những cái mẫu xe khác mà đang có mặt tại chợ bên em cho quý anh chị và các bạn tham khảo và tìm hiểu. Em chụp điện thoại 24/24 để giải đáp những cái gì mà quý anh chị và các bạn có khúc mắc về những chiếc xe hay như chiếc i10 này, quý anh chị các bạn đâu còn chưa hiểu hay là muốn tìm hiểu thêm, em sẽ giới thiệu và tư vấn cho quý anh chị và các bạn nhiệt tình, hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị và các bạn chỉ mất tiền khi nào mà quý anh chị và các bạn bỏ tiền ra mua xe thôi, còn ngoài ra quý anh chị và các bạn không mất thêm một đồng nào cả. Keo chỉ thì không mất một phân, xe thì không đâm đụng, không ngập nước, trang bị rất nhiều rồi, chống đây, chống chảy xước bằng lốc đó, 3.4 rất là đẹp, không bao giờ mục mọt cả. Màn hình Android 10 inch kết hợp với cam đùi, vô lăng tích hợp, ghế da còn khá là đẹp, tem mác của nhà sản xuất thì vẫn còn nguyên, chưa mất ốc bàn này, cánh cửa chưa một lần tháo ra. Quý anh chị nào mà có rối rãi về mặt thời gian có thể ghé qua chợ bên em, đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường Long Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ dễ tìm. Quý anh chị và các bạn đến tận chợ bên em xem tận mắt, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, những quý anh chị nào mà đã đăng ký kênh của em rồi thì đừng tiếc để lại cho em một like, còn những quý anh chị nào mới xem video của em lần đầu thì hãy ủng hộ em bằng cách cho em một like, nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi khi em lên sóng hay giới thiệu được quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe mới về bên em thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được chuông thông báo. Keo chỉ nguyên zin, không mất một phân nào cả. Bộ lốp còn rất là dày nhá, bộ lốp thì còn rất là đẹp, không có dấu hiệu của han gì mọt nào cả, là sàn đúc rất đẹp, sơn xi thì căng mọng sáng bóng, một mẫu xe rất là đẹp, rất là gọn gàng, đi vào đường nhỏ đường hẹp rất là tiện. Em này còn được lắp cả cảm biến lùi luôn, hỗ trợ người lái rất là nhiều, dù trời tối trời mưa không nhìn thấy được, rất là tiện dụng cho quý anh chị và các bạn. Cốp thì rất là sạch sẽ, keo chỉ không mất một phần nào cả. Mẫu xe rất là đẹp, giá thì cực kỳ phải chăng, 248 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ gốc toàn quốc và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Gầm bệ thì cực kỳ chắc chắn rồi, bô vẫn còn sáng choang, gầm bệ đen xì, không có dấu hiệu nào mòn cả, gầm đại chất rồi, đi thì cực kỳ êm mái, rất là tiết kiệm xăng, chỉ khoảng 5,5 lít 6 lít trên 100 cây số thôi, rất là tiết kiệm.
lốp láp thì rất là dày, đi còn lâu mới phải thay, gần như là mới. Keo chỉ không mất được phần nào cả. Ghế da thì còn khá là đẹp. Đóng cửa thì cực kỳ nhẹ nhàng với bài. Tạp lô đây rất sạch sẽ, không có xước xác gì cả. Nút để lỗ statato. Táp ly thì rất là đẹp, không có xước xác gì cả, còn gần như là mới, rất đẹp. Bốn cánh cửa thì đều được ốp lốc chống chảy xước rồi. Keo chỉ thì không mất một phân nào cả. Đóng cửa thì cực kỳ nhẹ nhàng với mái. Vừa rồi thì em cũng đã đi test qua một cái vòng thân vỏ của chiếc xe sơ si của chiếc xe cho quý anh chị và các bạn tham khảo rồi xem. Bây giờ thì em mời quý anh chị và các bạn cùng em vào trong khoang xe kiểm tra cái trang thiết bị một chiếc xe nó được trang bị, nó có hoạt động bình thường với mái hay không. Để lên kính xuống, lên xuống kính xe nó hoạt động không, nút đề lỗ start top nó hoạt động bình thường hay không. Để lỗ máy để xem có một phát ăn ngay hay không. Vô lăng tích hợp đây, khoang xe, khoang ghế ngồi rất là sạch sẽ, rộng dài. Chiếc xe này thì quý anh chị và các bạn không cần phải dùng chìa khóa nhé, chỉ cần ấn nút để lỗ đây, đạp côn đạp phanh vào, ấn để lỗ thôi. Để phát lỗ luôn. Điều hòa này, mắt lạnh luôn, bút hết tay. Màn hình Android 10 inch, kết hợp với cam lùi, thông minh như một cái điện thoại luôn. Sử dụng nắp sim sử dụng như điện thoại luôn, không cần phải kết nối qua điện thoại. Gạt mưa rất êm, hết nước gạt mưa rồi. Còi còn kêu rất là to. Đèn đóm hoạt động rất bình thường, không có gì cả. Lên xuống kính rất nhẹ nhàng như vậy. Rất nhẹ nhàng. Chân lì nguyên bản theo xe, rất sạch sẽ đẹp đẽ, không có vết bẩn ố mốc nào cả, rất đẹp. Gương kính cũng xòe luôn, cụp cả hai bên luôn. Mở ra này, gương kính chỉnh điện, chỉnh bên lái này, xuống đây, lên này, vào này, ra này. Bên chị cũng bạn chỉnh thì ở đây. Đây, gạt sang bên phụ thì chỉnh bên phụ thôi, không gạt, không chỉnh để gạt về giữa, giữa này thôi. Vừa rồi thì em cũng đã đi test qua một số những cái trang thiết bị mà chiếc xe nó được trang bị rồi, xem nó hoạt động bình thường cái máy hay không. Thì bây giờ em mời quý anh chị và các bạn cùng em đi test qua cái khoang máy của chiếc xe để xem nó có hoạt động máy lỗ có êm ái gì không, để xem có tiếng động lạ nào không, xem khoang máy nó sạch sẽ không nhé. Đứng gần máy lỗ rất là êm, gần như không nghe thấy tiếng gì cả. Trước mắt quý anh chị và các bạn đây là cái khoang mámáy của chiếc xe Hyundai Garden i10 một đầu bản đủ, sản xuất năm 2014, động cơ máy là 1.2. Mẫu xe khoang máy rất là sạch sẽ đẹp đẽ, rất sạch sẽ, rất sạch. Keo chỉ không mất một phân nào cả.
máy hoạt động cực kỳ êm ái, không có rung lắc gì cả. Máy hoạt động rất là êm, rất là ổn định, không có rung lắc, không một tiếng động nào cả. Nếu như quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe Hyundai Grand i10 một đầu bản đủ sản xuất năm 2014, động cơ máy là 1.2, được sơn xi màu bạc, của số là 99A06 06951, thì quý anh chị và các bạn nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962223111, hoặc anh chị và các bạn có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết cho quý anh chị và các bạn. Hoặc anh chị và các bạn rỗi rãi về mặt thời gian có thể ghé qua trực tiếp chợ bên em đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường Nam Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ là dễ tìm, để xem tận mắt, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, những quý anh chị nào mà đã đăng ký kênh rồi thì đừng tiếc để lại cho em một like ủng hộ em. Những quý anh chị nào mới xem video của em lần đầu thì hãy ủng hộ em bằng cách cho em một like, nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi khi em lên sóng hay giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe mới về bên em thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được chuông thông báo. Em chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ em suốt thời gian qua. Em xin gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý anh chị và các bạn.